Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này em giới thiệu một mẫu âm ni Yamaha dòng 7 kênh stereo các bác nhé. 7 kênh stereo. Đấy. Hàng xuất châu Âu, sử dụng đa cầu điện mặt nhôm màu vàng chanh, công suất 500W và trọng lượng của âm ni 15,5kg các bác nhé. Rất nặng 15,5 cân. Đấy. Phụ kiện tiếp theo cho các bác là một cái điều khiển để các bác tùy chọn kênh này, to nhỏ này, và cài đặt hệ thống equalizer 7 giải các bác nhé. Hệ thống equalizer 7 giải trên âm ly. Đấy. Mặt nhôm giải mã chuẩn 24 bit và suất tín hiệu AV sang âm ly khác. Đấy. Và cái giá thì mức giá thì cũng rất là dễ chịu thôi các bạn. Mời các bác tham quan nội thất của âm ly. Số điện thoại về chỉ mua hàng 0961 22555. Hàng sẽ được ra toàn quốc. Nội thất dòng này thì rất gấu rồi, trọng lượng nó nặng 15,5 cân, gọi là 16 cân đi, thì các bác thấy máy móc rất chi dày đặc linh kiện luôn các bạn. Đấy. Hai vỉ tàn nhiệt với 14 sò than các bạn nhé, 7 kênh và 14 sò. Đấy. Máy móc thì zin nguyên bản cho các bác. Bên sau đằng sau rất gấu luôn. Đây là chỗ cầu xoay điện đã chỉnh sang đây, chuyển sang 220 rồi, nó đa cầu điện cơ. Đây các bác có thể nhìn thấy dòng điện từ 110, 120, 220, công suất 500W, Yamaha V1400, lắp ráp tại Malaysia, số series 573XZ. Ở đây sẽ có 7 đường loa ra, cặp loa A, cặp loa B. Thì đây là đường gọi là một cặp này, hai cặp, ba cặp là 6 loa và một chiếc center là 7 các bác nhé. Và ở đây thì tất cả loa đánh từ trở kháng 6 ohm trở lên. Đấy. 6 ohm min, trong min trong tiếng Anh gọi là nhỏ nhất, tức là đánh loa 6 ohm, 8 ohm các bác nhé, đánh rất là ok đây. Nó ghi tất cả các loa đều 6 ohm này. Với cái âm ly này các bác có thể đấu đánh 3 cặp loa một lúc được, một cặp này, hai cặp này, ba cặp này. Đấy, 3 cặp loa và một cái âm ly. Và các bác bật chế độ 7 kênh stereo lên thì tất cả các kênh loa đều đánh stereo. Và các bác hát hò karaoke. Với cặp loa chính, cặp loa A thì các bác đánh với những dòng loa bass 25 thôi nhá. Đó, 25 đổ lại đấy. Còn những cặp loa phụ thì các bác có những dòng loa bass 16, 18, 20 đánh vào thì quá phê luôn các bác nhá. Để các bác hát hò karaoke thì quá tuyệt vời. Ở đây thì có đường xuất tín hiệu AV sang âm ly khác nằm rail. Đây các bác có thể nhìn thấy phía sau nó có cổng cổng phông, cổng phiên cung này. Chính đường này đã xuất tín hiệu sang âm ly khác các bác nhé. Đấy. Và tất nhiên vẫn hỗ trợ cả đường xúc điện rồi. Đấy. Ở đây là chỗ cài bắt FM AM, những dòng xuất châu Âu này thì bao giờ cũng có FM AM phun đài tần số Việt Nam. Đấy. Và ở đây thì các cái đường cắm analog thì rất nhiều và đường quang cũng rất nhiều. Hiện tại em đang cắm cổng DTV, tức là Digital TV, rất dễ nhớ các bác nhé, rất dễ nhớ cổng Digital TV. Ở đây thì có đường CD này, phono dành riêng cho đĩa than này. Và các cái đường như là CDR hay là MD, các đường các bác cắm cổng nào thì nhớ cứ có chữ in để cắm nhé. Chữ A của nó ra đấy, chữ in này là cắm đường in vào nhé. Như DVD này, DTV này, CBL, SAT này. Rất nhiều cổng analog các bạn. Mặt nhôm màu vàng chanh. Còn về hình thức của âm ly thì trong quá trình vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam các bác nhé. Từ châu Âu về Việt Nam thì khó tránh được những cái vết xước như thế này. Đây. Và về hình thức thì chỉ có một chút chỗ này thôi. Chỉ một chút chỗ này thôi. Thì với cái mức giá em đã để cho các bác rất rẻ, chỉ có 3 triệu 200 ngàn đồng. Âm ly có kích thước chiều ngang 43,5, chiều cao đến tận 17 và chiều sâu của máy đến tận 43. Và giá chỉ có 3 triệu 200 ngàn đồng. Và giá đã bao gồm cả phí vận chuyển các bác nhé, bao gồm cả phí vận chuyển rồi. Trọng lượng 15,5 cân thì em đã bao ship cho các bác luôn các bác nhé. Đấy. Nắp cốp là chỉnh FM AM này. Đấy. Cả đường video AUX phía trước này, cả optical phía trước này. Đấy. Dòng này chỉnh tone control, tone là bass check cộng trừ 6 các bác nhé, bass check cộng trừ 6. Đấy. Ấn mà xoay vào phím này xong. Chế độ bypass là cái chế độ gọi là direct đấy các bác nhé. Thì các bác đừng để cái bypass, lúc đấy bass check nó không có tác dụng đâu. Đấy.
với cái mức giá 3,2 triệu các bác có một com ly 7 kênh là một này, điện 220 này, công suất 500W này, đánh 7 kênh stereo này, có giải mã quang này, xuất tín hiệu AV sao đi khác này, có FM AM full đài tần số này. Đây em xoay cái, đây là cái phím input chuyển tín hiệu đầu vào các nhé. Đây là tần số 92.7, tần số đài tần số Việt Nam. Các bác cái này nó hát nhạc Việt nên ra là em không đào mày kiểu gì cũng bị dính bản quyền, em sẽ chuyển sang AM. Đấy. Chiến đấu hết mình bởi vì đội tuyển Việt Nam là đội tuyển của người Việt Nam và phải luôn luôn tự hào mình là cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, để khi bước vào sân thì phải thi đấu như nào để xứng đáng. Và chuyển sang CD ở đây, có xuống nút CD chuyển sang kênh CD này. Sau đây em sẽ mời các bác hướng dẫn chỉnh cái equalizer trên cái âm ly Yamaha này. 7 kênh stereo. Máy rất nặng và gấu. Em tiếp vào đoạn nhạc đó nhé. Cổng DTV giải mã. Đây các bác bây giờ muốn chỉnh hệ thống equalizer, các bác ấn nút set menu này trên khiển này các bác nhé. Set menu nó sẽ ra cái mục mà các bác di chuyển bằng 4 phím ở đây lên xuống và cộng trừ. Các bác kéo xuống cái mục menu setup này và bấm phím cộng này. Đấy, rồi di chuyển bằng cái phím lên xuống này, cái mục SOUND và bấm nút cộng tiếp này. Nó ra cái mục setup. Đấy. Ra có cái mục D là cái mục graphic EQ này và các bác bấm phím cộng này. Nó sẽ chỉnh từng kênh một các bác nhá. Đây kênh L này, kênh R này, center này, tất cả các kênh. Đấy. Đây phông L này, và các bác ấn phím xuống này. Giải tần từ 63 là 1 này, 2 3 4 5 6 7 đấy các bác nhá. Hiện tại nó có 7 giải tần số riêng biệt cho từng kênh một. Và hiện tại thì em đã chỉnh từng kênh một cũng gọi lên ở cái mức nghe nhạc cũng gọi là hay rồi, thì tùy các bác thôi. Bác về nhà chỉnh từng kênh một, từng vế một các bác nhá. Phông L, phông R tức là loa trái, loa phải đấy các bác nhé. Đấy, thì các bác tùy, các bác về chỉnh theo nào mà các bác thấy hay thì các bác nghe. Đấy. Còn đâu em đã chỉnh sẵn cho các bác rồi. Thật ra lúc đầu các bác bấm những cái phím này thì rất là hơi rối một tí đấy, nhưng mà bấm dần nó thành quen thôi các bác nhé. Đấy. Đây và các bác bấm mục setup này vào cái mục và cái mục menu setup này, mục cộng này và 1 này, kéo xuống này, 2 3 4 này, à đâu có mục này. Đấy nó cũng lại cũng bắt đầu hơi rối ren đấy. Mục sao các bác nhé, mục 2 mục sao này, mục cộng này và mục D là mục graphic EQ này. Đấy và bấm phím cộng này từng cây một không nào. Đấy và bấm set menu để nó thoát hết ra ngoài để chế độ setup này. Và các bác muốn chuyển sang chế độ stereo thông thường, chế độ đánh hai kênh stereo thì các bác để hai kênh stereo, còn các bác bật chế độ 7 kênh stereo lên các bác đánh phát 7 loa các bác nhé. We'll be right back.
volume của cái dòng này thì nó cao lắm, xem nó chỉnh lên bao nhiêu. Đây các bạn, nó mắc nhất đến 8 cộng 8 cơ. Đấy, rất to. Những cái dòng volume dạng vô số vô cực như này nó không giống những cái dòng cơ các bác nhé. Những dòng cơ các bác chỉ cần nhích nó to, những cái dòng loa, những cái dòng âm ly số này nó hạn chế kiểu là trẻ em khi mà vặn như này không mà nó to nhanh được như các cái dòng âm ly cực cơ các bác nhé. Kiểu kiểu mà âm ly mà nó có một giới hạn đấy. Những dòng âm ly vô cực như này thì nó sẽ hạn chế được cái việc là khi mà trẻ nhỏ vặn mạnh mạnh như này nó sẽ lên dần dần. Chứ những âm ly mà kiểu là người cổ ngày xưa vặn nhích này phát ra thôi có khi tan hết cả loa các bạn đấy. Vâng, tổng kết lại thì với cái mức giá 3.200.000 đồng là phụ kiện kèm theo là một cái điều khiển. Điều khiển này thì có một cái bất tiện duy nhất đó là tắt mở không được các bác nhé. Tắt mở cái điều khiển, đây là cái điều khiển nó thật các bác, điều khiển này, tất cả bán khiển là toàn phải lô thôi chứ chả bao giờ có khiển zin theo máy bao giờ cả. Cái khiển này em sẽ tặng kèm cho các bác nhé, tặng kèm thôi. Đấy, các bác có không lấy khiển thì giá nó cũng thế thôi các bạn. Đấy. Có cái khiển nó còn thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng cái này dòng đời này thì nó hơi bất tiện một chút, nó tắt mở nó không được, còn lại để các chuyển kênh rồi các cái khác thì vẫn ok. 3.200.000 bao ship cho một cơm đi nặng 15.5 cân, rất khủng của hãng Yamaha các bác nhé. Đấy, các bác mua hàng thì lại cho em qua số điện thoại 0961255, số điện thoại góc dưới màn hình bên phải. Cảm ơn các bác đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.